Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Clip này thì mình sẽ làm về set M41 Peony. Các bạn có thể lấy nó trong cái vòng quay quà VIP. Cái set này thì nó có thuộc tính là tăng độ xuyên thấu, nhưng mình nghĩ nó chỉ tăng được cái khi mà các bạn đục thùng các kiểu thôi. Chứ còn mà bắn vào người thì nó cũng cũng như bình thường. Đấy, trời ơi, nhiều zombie quá. Cận bớt đi, đông người, đất chật người đông. Chúng tôi không thích điều này. Đấy, lượn vào đây rồi thằng tiếp theo. Ôi giời, lỡ tay lỡ tay. Đây 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 rồi, ok, yếu máu lắm rồi. Đôi tay thì làm sát khí, bạn tính làm gì? Vâng, bạn hổ báo bao nhiêu thì bây giờ bạn nằm xuống thì không ai thương tiếc bấy nhiêu thôi. Đấy, thằng này làm gì đây? Rồi lách này. Rồi ơi, lại một bạn thể hiện thái độ lồi lõm rồi, đi luôn rồi. Vui lòng thương tiếc báo tin. Anh tia chớp quá là hổ báo luôn. Bị xe cán chết rồi. Đèn. Đấy rồi, parkour hay đấy. Mình ở đây. Ghê nhở. Tính trôn cái thằng kia tí thôi mà đậu xây cái thằng đấy, nó không biết mình ở hướng nào luôn. Hero nào, tiếp thằng kia đi. Mắm tôm xin hân hạnh tài trợ chương trình này. Giết đó. Thằng kia parkour khá là hay. Ở bên kia. Rồi, lên đây. Rồi, yêu lắm cơ. Đậu xanh. Hai con lùn lùn này nó cứ tập parkour. Đậu xanh rồi. Này thì lồi lõm. Ui, tôi rong rồi. Thật là VL. Vâng, một pha không để ý đã Dubai nó đã tiến mình về team của nó. Đen. Này thì cận chiến à. Cận chiến à. Cận chiến này, nghi gì? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Cái set này thì nó áp lên kho đồ cũng khá là lâu rồi. Mình tính làm trong C4 cơ, nhưng dạo này làm C4 nhiều quá, phải làm một chút gì đó cho anh em pin zombie. Cái set này cầm vào zombie nó cũng tăng cái xuyên thấu, nhưng thực sự chơi zombie thì cũng không cần tăng xuyên thấu đâu. Vào đây tụi mình cũng chả đục cái gì, cầm súng mà đục vào mặt zombie thôi. Đấy, xuyên giáp hay không là biết ngay à. Rồi, anh Tơ quay lại, phát hiện nhanh quá. Bạn ơi, đi vào những cái chỗ đông người mà thể hiện, chứ đừng vào những cái chỗ ít người mà quay tay. Rồi, thôi xò rồi, mới lách đi một phát thôi. Bạn không tự bảo kê được mình thì mình cũng chịu rồi. Cái tội hống hớt thằng Tơ. Đây rồi, đôi giày. Á đủ, cái gì đấy? Ui, Tơ kìa, đậu xanh. Đây, xuống đây. Này thì xuống đây, thôi xò mất giáp. Hay lắm, bị mệnh. Rồi anh Tơ như là biết mình sao ấy. Cứ là lăm lăm đuổi theo. Rồi gì đấy, rồi chơi kiểu tập kích luôn. Hay 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 hay. Hay lắm bạn ơi. Rồi mình cho bản 10 điểm tuyên dương nha. Ê chết nhầm, 1 điểm. Đậu xanh, đây CF chứ không phải là tập kích đâu. Bay nhảy này, rồi thôi xong rồi. Cái tội bay nhảy này, phải cắt chim anh ấy. Này đi. Ơ bắn luôn này, cái tội lửa tính khốn thế. Phải té đây. Ôi giời ơi. Rồi, may quá cơ. Úi giời, không cào được luôn. Bạn ấy chắc chắn là rất là tức đây. Hình như là lách đi đâu rồi. Té thôi. 36 kế, cứ chùa là tượng trách thôi. Không nhầy nhầy với đôi coi bọn này làm cái gì nó mệt người. Mất giáp rồi. Em không còn đủ tự tin để đi khoe cái hình dáng chân dài tới nách. Rồi tạch. Mệnh vai. Bắn như thế này thì vai sống sao nhỉ. Mình ép khẩu này lên 48 viên thì phải. Hồi đầu thì cũng khá là ít đạn, mình bắn không sướng tay lắm. Thế thì lại vào cái kho đồ, nhét nguyên một mả VIP vào cho nó mệnh. Đây rồi. Cái tội nhấp nháy. Thế thôi. Bạn Tơ thì muốn chết đi mà. Gì đây, mới giết cái con đầu đàn, một băng nó đuổi theo. Bình tĩnh thôi bạn ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Chuyện gì cũng phải từ từ mới giải tính được, giải mới phân giải được. Thế đách nào? Xôn xôn. Này thì xôn xôn. Ôi lấp ló kìa. Yêu lắm cơ. Cạn lời. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Mình sẽ đóng vai làm cô bé quàng khăn đỏ. Đấy, đi hái hoa bắt bướm thôi. Mình rất là ngây thơ, cực kỳ trong sáng. Đừng ai bắt mình
À, đừng có ai nhồi nhét vào những cái từ ngữ như là zombie vào đầu em nha. Rồi may quá, cái số phận nghiệt ngã thì nó hay rơi vào thằng khác thôi. Đấy, những cái thằng bên cạnh đen cho bạn rồi. À, nhiều zombie quá cơ kìa, sau lưng kìa. Đấy, giết bạn vào à, khó lắm. Đây, đuổi theo cái thằng tia chớp. Tia chớp ơi, đi đâu vậy? Ơ à, ở dưới kia. Ui, thầy nhìn tờ, không biết nó đang suy tính cái gì. Cạn lời. Đấy, nhìn ngay thấy mình. Yêu lắm cơ, đậu xanh. Ở xa thế vẫn nhìn thấy được. Thật là VL. Thôi té à, lên đây nào. Lên đây nào. Mình biết ngay là sự chú ý sẽ mang đến bản thân. Nên tốt nhất là đứng những cái chỗ cao bắn xuống thôi. Rồi, tôi bạn đi ném bom cái gì đấy? Bạn ném vào mồm thằng nào vậy? Thôi, ném vào không khí thì thôi. Mình tiến bạn nhá. Lại đây. Rồi, yêu lắm. Thương lắm. Mà xa lắm. Thì té thôi. Rồi, chắc là mình sẽ bất chấp biến thành zombie rồi. À, đây rồi. Rồi, thanh niên ngáo. Cạn lời. Bị sau lưng này. Cắm thế à rồi. Bây giờ mình không biết là nên đi đâu về đâu. Ôi, hết cả hồn. Đậu xanh. Làm gì mà căng vậy? Lên đây bút kêu nào. Đây đây, đấy. Trời ơi, yêu lắm. Bộ này cứ sồn sồn đi, kinh thật. Này thì sồn sồn này. Hay lắm. Hay lắm. Thương lắm. Và sấp màn. Thế thôi, multi. Lên đây, tiếp tục nào. Đấy, trời ơi, ném bom nó làm deplay một đoạn rồi. Cày thế nhở. Thôi biến thôi. Pha đấy mình không nên ném bom. Ôi giời ơi, từ từ thôi. Bình tĩnh. Thôi xong rồi. Tay tay tay. Ui, đông hủy diệt đấy nhở. Vâng, một pha mắc vào tường là mình đã tịch luôn rồi. Đen. Không giết được thằng nào. Cày quá. Cái pha đấy không hiểu tại sao mình di chuyển thế đích nào lại dĩa mặt vào tường. Sơn đít nâu, what the fuck. Gì vậy? Anh em bắt đầu phát hùng, phát ngôn những cái câu bừa bãi. Những câu cực kỳ là man rợ. Chuẩn bị up lên cái khung chat. Rồi, đây rồi. Đấy. Cứ nhìn đi đâu đấy, nhìn tới mình. Cạn lời. Rồi, không sao. May phòng này không ai biết mình. Tôi biết là kiểu gì cũng sắp mặt. NET kìa. Hiếp nó trước là thôi. Thôi thôi thôi. Nghĩ đến những cái từ đấy rồi. Rồi. Anh em đâu? Cover. Đấy. Ăn tao khó lắm. Trời ơi. Yêu lắm. Yêu lắm cơ. Đấy, ném bom đi. Cứ thừa bom mình cứ ném vào đây. Tụi mình sẵn sàng trả lời. Nếu các bạn thành tâm muốn biết. Ôi giời ơi. Cái thằng cầm shotgun nó ở dưới mà nó ăn kêu chùa không thằng nào giết. Phải giết mấy cái thằng shotgun đi bạn ơi. Liếc cái gì? Bây giờ thì chỉ có xịt khói thôi. Không làm được gì. Á à, đủ nhấp nháy. Thôi xong rồi. Nhấp nháy thì tạch thôi. Bọn này ít ra bay nhở. Ít quá. Đậu xanh. Trận này ít ra bay rồi. Chán đấy nhở. Cứ mỗi trận đầu là ngon. Đừng có khử độc nó làm gì. Nhiều zombie bắn mới vui. Đích nào ít zombie thế này sao bắn. Đây rồi. Úi trời. Rồi mình sẽ đi bút kiều. Vâng. Ném bom đi đâu vậy? Trời ơi tôi. Bạn làm cái gì vậy? Bạn làm như thế hai con zombie non nó chửi sấp mặt lờ ấy. Đậu xanh. Rồi tơ đi nấp đi là vừa. Lại đây ăn hành thôi. Ôi sao này, kinh quá. Anh em bán hình tập thể thôi. Thấy chợ, gọi là phiên chợ siêu đẳng cấp. Úi trời, ném bom. Vai xoài. Không biết nó ném bom cái kiểu gì nữa. Hết đạn rồi, đổi sang RPK. Úi trời, RPK không ăn được kill này. Trời ơi. Bắn chậm quá, tốc độ xả đạn hơi bị chậm. Rồi, tôi xong rồi. Cái khẩu RPK nó không ăn được kill. Nó mút được cả đam thôi chứ nó không ăn được kill. Này thì ăn kill của bố ấy. Nghĩ gì? Nghĩ gì? Đấy, hết giờ. Tôi xong rồi hết giờ. Súng cổ này, súng gì với bạn này. Vứt ra cho mình mút tí nào.
Trời ơi, nhiều kill quá. Mình cần chia sẻ bớt cho những thanh niên nào thiếu kill nha. Thật là VL. Nút nhiều quá, có khi lại lòi mồm. Ôi, đau đau. Trời ơi, làm cương thi nữa rồi. Tên quen quen rồi, bắt đầu phát hiện rồi đấy. Bắt đầu phát giác ra rồi đấy. Này, thì lách này. Rồi, tôi xong rồi. Giết được không? Úi trời ơi, không được rồi. Bây giờ mình sẽ nghỉ thôi. Tẩm dụ đông thế này, không lên được. Thằng tơ nó không làm được gì đâu. Bây giờ mình sẽ té thôi. Đậu xanh.